Ok, thì hôm nay thì như đã thông báo mọi người đấy thì một số buổi tới thì tôi cũng sẽ có việc hỗ trợ thêm với anh Vinh đúng không? Cũng như là vì ở trên những cái thông tin thì tôi thấy là cũng khá là nhiều bạn trong trong lớp ấy thì đều là người mới nên là có thể có một số những cái mà cái chủ đề đầu thì mọi người có thể như là mọi người đang tiếp cận nó chưa được tốt lắm, đồng ý không? Thì hôm nay thì tôi sẽ bắt đầu cái việc là thì trong cái phần review về những kiến thức trọng tâm thì đến thời điểm này thì như lớp chúng ta các bạn nhìn thấy là vì chúng ta đã học được khá là nhiều đúng không, về cấu trúc lập trình đấy, về tức là về kiến thức về mảng danh sách, kiến thức về lập trình đối tượng, đồng ý không? Như vậy là đi khá là nhiều đấy. Thì trong cái nội dung hôm nay thì ngoài cái việc là nhắc lại một số những cái vấn đề trọng tâm trong khóa học đúng không, thì tôi sẽ những cái chúng ta đã học ấy, thì chúng ta sẽ focus về việc là chúng ta sẽ hướng dẫn một người hoàn chỉnh một cái module về lập trình desktop đúng không, từ cái việc hiển thị danh sách đến cái việc là thực hiện các chức năng như thêm mới sửa xóa thậm chí hỗ trợ tìm kiếm nữa, đồng ý không? Dựa trên cái thư viện là JavaX.Swing ấy thì đấy là cái nội dung mà chúng ta sẽ đi trong cái một số buổi tới, vì hôm nay chắc chắn là chúng ta sẽ không hoàn thành hết được những cái công việc như vậy, đồng ý không? Thì đầu tiên thứ nhất là về cái việc là cái cấu trúc lập trình Java đúng không? Thì tôi nghĩ là với cái việc là với những người mới học đấy thì bất kỳ khi mà đi em khi mà bất kỳ chúng ta làm việc với một ngôn ngữ nào đúng không, thì cái cấu trúc lập trình chắc chắn là rất quan trọng. Tại vì sao? Tại vì tức là nếu mọi người càng nắm chắc cấu trúc lập trình đến đâu thì sau này chúng ta lập trình càng dễ đúng không? Thì nó giống như kiểu mọi người học công thức toán học ấy, chúng ta nếu chúng ta không nhớ được cái công thức toán học thì làm sao chúng ta để giải quyết bài toán được, đồng ý không? Không giải được. Thì đấy là cái về cái phần đầu tiên chúng ta focus vào cái phần cấu trúc lập trình. Thì trong này tức là có việc là cái kiểu diệu đúng không, thì đầu tiên là kiểu diệu trong này mình cũng đề cập đúng không. Thì kiểu diệu mọi người nhìn thấy là gì, kiểu diệu bản chất nó chính là gì, nó khác nhau với việc kích thước cấp phát vùng nhớ để lưu trữ thông tin. Lưu trữ thông tin để làm gì, để tức là chúng ta phục vụ cho việc là chúng ta có thể xử lý tính toán đúng không, xử lý công việc so sánh vân vân, thì đấy chính là cái kiểu diệu. Như chúng ta dùng kiểu gì, kiểu số nguyên, kiểu số thực đúng không, kiểu chuỗi vân vân, thì đấy là cái mà cái này chính là kiểu diệu. Sau đó thì khai báo biến, khai báo biến thì bản chất khai báo biến chính là cái việc là gì, là cất chỉ ra máy tính cần cấp phát một vùng nhớ để lưu trữ thông tin đúng không em, đồng ý không? Thì cái cú pháp khai báo biến mọi người biết rồi đúng không, đấy là kiểu diệu. Ở đây tôi cũng sẽ lốt nhanh một số cái. Sau đó chúng ta có gì, tên biến đó đúng không, và chúng ta có một cái là gì, giá trị khởi tạo, giá trị mặc định, đồng ý không? Và trong Java thì cũng giống như C# ấy, thì nó luôn kết thúc phần mệnh lệnh bằng gì, bằng dấu chấm phẩy đúng không? Ví dụ như chúng ta gì, ví dụ là khai báo tuổi của sinh viên đấy, thì trong này chúng ta sẽ dùng kiểu in này và chúng ta có thể đặt là tuổi sinh viên đúng không, và giá trị mặc định là 20. Thì khi mà khai báo tức là khai báo biến ấy, thì trong này các bạn nhìn thấy là gì, ở đây thì có thể là tức là thầy Vinh nhắc rồi nhưng mà tôi muốn nhắc lại vì những cái này là với những người mới là rất quan trọng. Thì quá trình mà chúng ta đặt tên đấy đúng không, đặt tên biến thì nó sẽ có quy tắc đặt tên biến đúng không em mọi người. Thì cái này tức là nếu đặt như này thì tức là theo sau này mọi người theo cái code code convention của Java thì đây là cái đặt chuẩn đấy, tức là luôn luôn tức là cái giả thính như một cái một chuỗi này đúng không, thì cái từ đầu thì luôn luôn là viết thường, sau đó bắt đầu các từ thứ hai thì tức là cái từ cái ký tự đầu sẽ viết hoa, đồng ý chưa? Thì cái trong cái đây nó có cái quy tắc là quy tắc đặt tên biến đúng không, tên biến trong Java đấy, thì cái quy tắc này sẽ như nào, tức là gì, tên biến là một chuỗi ký tự liên tiếp đúng không, không khoảng cách, không tiếng Việt con dấu, và chứa ký tự đặc biệt. Đấy là cái đầu tiên mà các bạn sẽ cần phải nhớ. Sau đó cái thứ hai là gì, là tên biến bắt đầu bằng ký tự hoặc dấu xếp chữ, nó không bắt đầu ký tự số nha. Và cái thứ ba nữa là gì, là tên biến phân biệt hoa thường, đồng ý không? Cái việc các bạn thì khai báo một cái biến mà chúng ta dùng toàn là ký tự thường đúng không, với việc là gì, một biến có ký tự hoa, nó sẽ khác nhau nhé, đồng ý không? Và cái yếu tố thứ tư đấy là gì, tên biến không được đặt trùng với từ khóa, đồng ý không?
Thì đấy là bốn cái quy tắc mà các bạn, tức là với những người học mới lập trình ấy, thì các bạn sẽ cần phải nhớ này, cụ thể là trong Java các bạn để ý như vậy. Và cái thứ năm thì tôi vẫn khuyến khích, đây là gì, là tên biến đặt ngắn gọn, dễ hiểu và mô tả được ý nghĩa sử dụng. Đấy, thì đây là cái mà tức là nó không phải là quy tắc nhưng mà thường là quá trình mà làm việc ấy, đồng ý không? Thì nên như thế, tại vì đôi khi mà gì, chỉ cần tức là sau khi mà các bạn đặt một cái tên ấy, người ta nhìn đấy, người ta biết ngay là à ông này đang đặt cái tên này để làm gì, đồng ý không? Ví dụ các bạn có thể đặt một cái thông tin là gì, khai báo một cái kiểu chuỗi đúng không, để chúng ta lưu trữ thông tin tên của công ty chẳng hạn, thì tôi có thể dùng nha string đấy, sau đó thì công ty hoặc là tên công ty cũng được đấy, sau đó các bạn gán giả sử như là gì Stanford dạy kinh nghiệm lập trình đấy, thì khi này giả sử như sau khi mời quen rồi các bạn sẽ nhìn thấy ngay là à cái này chắc chắn là chuỗi, cái str chính là viết tắt của string đúng không mọi người đấy, còn tên công ty thì như vậy, tức là đôi khi mà thì chúng ta có thể các bạn đặt tiếng Anh hoặc đặt tiếng Việt thì làm sao mà đặt nó tường minh một chút, thì sau này thì, sau này khi mà viết code là như vài nghìn dòng chẳng hạn thì nó sẽ giúp mọi người dễ hiểu hơn, hoặc là sau này những người khác mà review code đấy, đồng ý không? Thì đấy là cái mà đầu tiên là người để ý là về cái quy tắc đặt tên biến trong Java, thì mọi người để ý làm sao kể cả như cách viết hàm đấy thì nhớ là gì, luôn luôn trong Java thì nhé, từ đầu là viết thường, còn bắt đầu từ các từ sau thì ký tự đầu của từng ký tự là phải viết hoa đúng không, hay người ta vẫn nói được tức là cái quy tắc lạc đà đấy. thì đấy là về cái quy tắc tên biến, các em mọi người rõ hiểu cái này đúng không? Sau đó mọi người để ý này, chúng ta vừa nói với nhau là gì, kiểu dựa chính là gì, khác nhau ở việc kích thước cấp phát vùng nhớ để lưu trữ thông tin. Ví dụ như kiểu in thì nó dùng mấy byte, mấy byte, kiểu bốn lần hay kiểu byte thì nó dùng một byte đúng không, kiểu in dùng 4 byte đúng không mọi người. Thì bình thường tức là các bạn để ý là gì, là với cái thông tin đấy thì các bạn sẽ có thể gì, hoặc là mọi người ở đây chúng ta cứ không tôi cứ review lại một chút nhé. Đây này, thì cái buổi mọi người đã làm việc cái này rồi đúng không, thì đây là những cái kiểu này, thì mọi người sẽ có một cái, không biết là các bạn có nghĩ đến việc là như này như thế thì với chúng ta thì sao, với một cái số nó lớn như này làm sao chúng ta nhớ được đúng không. Thì xin thưa các bạn là gì, có mẹo để nhớ đấy, nên thì trong cái ở đây thì không biết là có người, cũng có người không học về lập trình đúng không, không học công nghệ thông tin đâu, có người nào học như thế không đấy. Thì ở đây nó có một cái gọi là hệ nhị phân, thì hệ nhị phân này chính là gì, là hệ để biểu diễn thông tin trong máy tính sử dụng bit 0 và 1 đúng không? Đấy, sau đó thì cái đơn vị trong máy tính thì cái đơn vị nhỏ nhất là đơn vị bit, đồng ý không? Là đơn vị nhỏ nhất của máy tính sử dụng bit 0 và 1 để biểu diễn thông tin. Đó. Thì từ cái mọi người để ý là gì? Giả sử như trong này chúng ta có một byte thì nó tương ứng với bằng 8 bit. Đấy, cái bit từng bit này tính là trạng thái. Đúng không? Thì tức là trong máy tính đấy các bạn nhìn thấy là gì, cái trạng thái đèn tức là 0 chính là tương ứng với trạng thái thì đèn tắt. 1 là gì? Đèn mở đúng không? Đèn sáng. Đấy, như vậy là một byte bằng 8 bit. Thì sau này khi mọi người muốn tính ra được miền giá trị, giả sử như là chúng ta có kiểu rượu này. Kiểu byte. Tức là nó sẽ chiếm là một byte đúng không em? Thì em có thể quy ra thành 8 bits. Đấy. Sau các bạn suy ra miền giá trị. Miền giá trị. Vì bản chất hệ nhị phân với hệ cơ số 2 mà đúng không em? Đúng không? Thì chúng ta sẽ tính ra miền giá trị bằng cách là gì? Tính ra max của nó nhé. Chính là bằng 2 mũ n. Trong đó thì n là số bit. Thì để ra được miền giá trị các bạn sẽ chỉ cần là 2mn-1. Ví dụ như là ở đây 8 bit đúng không? Thì ra cái max của nó chính là gì? Là 2 mũ 8 trừ 1. Thì đây chính là 255. 255. 255 chứ. Chắc chắn là 255. 256 nó trừ đi 1 nè. Thì đấy là cái mọi người tương tự với kiểu như là gì? Là 43. Thì bạn quy cho tôi là thành 32 bits. À đâu? 16 bit đúng không? 32 đúng không? Đấy. Thì nếu mà các bạn nhìn thấy là gì, với một cái kiểu này đúng không mọi người, thì các bạn sẽ gì, cận trên cận dưới bạn chia đôi ra
hiểu ý chưa? Thì nó sẽ tương ra được miền. Thì đấy là như vậy, là tức là thay vì các bạn phải nhớ những cái một con số thì đương nhiên là gì dành cái bộ nhớ đấy để dùng cho việc khác, thì các bạn có thể dùng dựa trên cái này, thì bản chất nó sẽ biểu diễn được như vậy, người hiểu ý không? Thì đấy là cái cách mà người theo sau này nếu trường hợp mà người quên thì mình chỉ cần thì tính tính hoặc dùng máy tính là nhẩm ra cái là biết được miền giá trị, ok chưa? Còn cái việc là tại sao chúng ta phải học về kiểu diệu, tại vì mọi người cứ hình dung nhỉ, là sau này chúng ta hiểu chúng ta biết là gì, tùy theo mục đích, tùy theo nhu cầu đúng không, chúng ta dùng cái kiểu nào cho nó phù hợp. Ví dụ khi tuổi thì tôi có thể dùng kiểu 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 buy hoặc là kiểu in đúng không, chắc chắn là không một số lẻ thôi, nhưng mà giả dụ như lưu tiền lương này đúng không, tính toán các thứ thì chúng ta cần số lẻ, chúng ta nghe kiểu gì, kiểu double, kiểu float, đồng ý chưa? Hay là tức là chúng ta lưu trữ một cái thông tin như này để như là họ tên địa chỉ, nghĩ ngay việc là chúng ta dùng kiểu chuỗi, được chưa? Đó thì đấy là cái ý nghĩa. Thì trong phần này tại sao tôi móc xích cái vấn đề này, thì vì tí tôi muốn xem lại những cái bài tập, thì trong này tức là trước đấy thì cũng qua Facebook cũng biết mọi người làm nên một số cái mọi người đang sử dụng hàng có sẵn, tuy nhiên là thường là trong quá trình mà khi mà học Java Core đấy thì thường hướng việc là mọi người làm sao sử dụng thuật toán, thì dựa trên cái này, cái hệ này đúng không, cái đơn vị này, thì có một cái là gì, là chuyển từ số thập phân về nhị phân. Ở đây mình sẽ control cái việc là số là gì, là số nguyên, đồng ý không? Thì vấn đề đặt ra là ví dụ chúng ta chuyển là số 12 này về số nhị phân thì như à, mình đúng không? Thì cái quy tắc đơn giản đấy là gì, nó sẽ gì, lấy số tập phân chia liên tiếp cho hai đúng không, đấy mỗi lần chia thì ghi số dư đấy đúng không, và gì khi số khi thương bằng không thì dừng lại, viết các số dư từ dưới lên trên thì được số nhị phân cần tìm. Thì đây là cách thuần túy mà người ta dùng, đương nhiên có nhiều cách nhé em nhé, đồng ý không? Nếu mọi người tức ở đây như các bạn có thể tôi gợi mở mọi người về tìm hiểu cái này thì mọi người không khó các bạn, nhưng ở đây nhìn này, 12 chia 2 được 6, dư 0 đúng không, 6 chia 2 được 3, dư 0, 3 chia 2 được 1, dư gì, dư 1, 1 chia 2 bằng 0 đúng không, dư mấy, dư 1, vậy thì viết từ dưới lên trên được này, chuỗi là 1100, đồng ý không? Đấy thì như vậy tức là tí là giả sử như khi mà kết hợp cái việc là mảng mấy cả danh sách, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng ra viết một cái thuật toán để chuyển đổi từ cái gì, số tập phân về số nhị phân, đồng ý không? Ngược lại chúng ta lại có cái việc là chúng ta gì, chuyển chuyển từ số nhị phân về thập phân đấy, thì ở đây chúng ta chỉ cần là gì, lấy hệ số nhân với hai mũ n đúng không, trong đó n trừ một nhé, trong đó n là số bit đúng không, ví dụ nhỉ, 1100 chuyển về số tập phân đấy, thì chúng ta sẽ chuyển nha, thì thiên thưa các bạn là gì, một này nhân với hai, hai mũ mấy, hai mũ bốn đúng không, 4 bit thì chúng ta trừ một thì là 3, cộng với cả một nhân với gì, hai mũ gì, tại cái này nó là 3 bit đúng không, 3 bit trừ đi một là 2, cộng với 0 nhân với hai mũ gì, mũ 1, cộng với 0 nhân với hai mũ gì, mũ 0, đương nhiên cái gì không chúng ta sẽ không quan tâm, đồng ý không mọi người, cái gì nhân không mà chả bằng không, đồng ý không mọi người, thì chúng ta có 8 này, chúng ta sẽ cộng với 4 và chúng ta sẽ ra 12 đó. Thì đấy là cái mà tại sao tôi liệt kê đấy, tí tôi sẽ giúp mọi người một số cái bài chuyển đổi như thế kết hợp với việc lập trình desktop, đồng ý không? Thì cái này mọi người hiểu đúng không? Thì như vậy là rõ ràng là gì, từ cái việc là chúng ta cần phải hiểu về cái quy tắc là tên biến, cái cách khai báo biến nhỉ, thì trong này nó có một khái niệm nữa vẫn là trong cái chủ đề một đấy, là có việc là toán tử trong Java. Thì mục đích toán tử để làm gì, xin thưa các bạn là gì, nó xuất phát từ cái nhu cầu thực tế thôi đúng không, là bình thường thì khi mà chúng ta trong nhu cầu chúng ta cần tính toán so sánh, để tôi nhìn thấy là ông Long với cả ông Khôi tôi phải so sánh xem chiều cao hay cân nặng của ông này như nào đúng không em, đồng ý không?
Thì như vậy là rõ ràng những cái lập trình là do chúng ta tạo ra nó. Như vậy là gì, nó phải mô tả hoạt động của chúng ta. Do vậy là gì, nó có thể gì trong toán tử này có gì là các phép thực hiện, các phép toán như là gì cộng này, trừ, nhân, chia và thậm chí là chia lấy dư, đúng không? Thực hiện phép toán so sánh. Đã, so sánh thì chúng ta có thể so sánh là gì, so sánh bằng, đúng không? So sánh lớn hơn, so sánh khác, nhỏ hơn được bằng, ok không? Mà có thể thực hiện cái gì là toán tử logic, chúng ta kết hợp nhiều cái thông tin. Ví dụ sau này khi mà các bạn có thể giả sử như ở đây thì chúng ta không có nữ nhưng không sao, sau này giả sử có bạn có thể là đặt tiêu chí chọn vợ cho mình, đúng không? Vợ của mình là thứ nhất là gì, phải người Hà Nội, thứ hai là gì, phải gì có nhà, là gì phải có ô tô chẳng hạn, đồng ý không? Thì lúc đấy thì mình mới cưới làm vợ. Như vậy là hai cái tiêu chí, đúng rồi. À, chúng ta tức là ở Hà Nội rồi đúng không? Cứ mặc định là ở Hà Nội thì có nhà đi đã, đúng không? Ok không? Tức là bạn ấy gốc ở Hà Nội, đấy, có nhà và có ô tô. Vậy hai tiêu chí đấy thì lúc đấy chúng ta có thể dùng toán tử N đấy, đúng không mọi người? Trong cái phần này này, các bạn nhìn thấy là trong cái phần này, đồng ý không? Đấy, và trong này nó có một cái, tức là đây là N kết hợp, còn hoặc tức là gì? Cả cái biểu thức này đúng khi mà gì chỉ cần một trong các tiêu chí nó đúng là ok, thì đây chính là hoặc. Còn not đây chính là phủ định, đúng không em? Đang có thì không, đang không thì có. Thực ra thì đây là cái với cái toán tử này thì tôi khi mà tôi dạy các bạn khóa bây tôi vẫn hay nói vui là gì, là nếu mà chúng ta trong thực tế có cái toán tử này thì rất là tốt, có thì không, không thì có. Ví dụ như chúng ta đang không có tiền, not cái thành có tiền thì cả tốt, đúng không? Đồng ý không? Đấy, thì đấy chính là cái toán tử chấm than này. Và đây là cái toán tử mà trong quá trình mà khi bạn lập trình đấy thì dùng khá là nhiều. Thì tất cả những cái mà tôi đề cập ở cái phần đầu đến giờ đấy, thì mục tiêu để làm gì? Để hướng đến việc là chúng ta có thể sinh ra một cái gọi là gì? Cái cấu trúc về lập trình. Đấy, trong Java. Thì đây là cái cấu trúc rất quan trọng. Tại vì đây là những cái cấu trúc mà các bạn cần phải dành và cần phải rõ. Tại vì sau này khi mà chúng ta rõ, chúng ta lập trình nữa, xem là tùy theo nhu cầu chúng ta đưa vào nhà, đúng không? Thì trong đây chúng ta có một cấu trúc là cấu trúc về if, if else, thì cấu trúc điều kiện, đúng không? Nếu mà điều kiện đúng thì thực hiện công việc gì, ngược lại nếu có else thì sẽ thực hiện trong đấy, đúng không em mọi người? Thì dựa trên cái này thì cũng nhắc lại một chút là gì, giả sử như trong thực tế chúng ta vẫn hay nói với nhau, ví dụ đây, đúng không? Sau này chúng ta giả sử như chúng ta nói với bạn bè chúng ta là gì, sau này là tức là nếu tôi giàu có, tôi nhiều tiền đi, thì tôi sẽ mua xe hơi cho bạn gái, đúng không? Chúng ta rất hay nói như thế, nếu hoặc là nếu gì, nếu cái kia, nếu chúng ta học giỏi thì sau này chúng ta ra trường chúng ta có thể dễ xin việc, hoặc là nếu chúng ta học tốt ra vai sau này chúng ta thì kết thúc khóa này chúng ta đi thực tập, ví dụ như vậy. Hoặc là nói với người yêu là nếu hôm nay trời mưa, hôm nay trời không mưa, thì mình sẽ đi chơi bách thú, đúng không? Và thủ lệ xem, còn không sẽ ở nhà xem phim. Ở đây tôi cứ dẫn chứng một số cái, thực ra thì có những người sẽ hiểu rồi, nhưng mà tôi cứ muốn nốt lại một số cái. Thì như vậy là đây là vấn đề thực tế, đúng không em mọi người? Cái mà chúng ta chắc chắn là chúng ta nói với nhau rất nhiều, đồng ý không? Hoặc là giống như nếu tôi trở thành Bill Gates thì tôi sẽ không làm như này, làm như kia, vì có những cái mình không đồng quan điểm với họ chẳng hạn, đồng ý chưa? Thì nếu mà ghi như này, tức là rõ ràng chúng ta nói với nhau bằng ngôn ngữ thông thường, chúng ta có thể hiểu với nhau, con người chúng ta hiểu với nhau, nhưng mà xin thưa các bạn là gì, máy tính nó không hiểu được, đồng ý không? Vậy thì để máy tính hiểu được, các bạn thể chuyển về như này. Nếu tôi nhiều tiền, và rõ ràng là gì, tôi nhiều tiền thật, ok không? Thì lúc này cái phần này tôi hay gọi là phần body của cái khối lệnh này, đúng không? Nếu tôi nhiều tiền, và đúng là tôi nhiều tiền, tức là cái biểu thức điều kiện của tôi nhiều tiền là ok, bằng true đây, đúng không? Đúng không? Thì lúc đấy tôi sẽ gì? Tôi sẽ có là gì? Tôi sẽ mua xe hơi cho bạn gái. Đó. Hoặc là gì? Ở đây là nếu là gì? Hôm nay trời không mưa,
Đó. Và rõ ràng là trời không mưa thật. Đồng ý không? Thì trong cái phần này, sao mọi người để ý là khi mà các bạn viết lập trình đấy thì ngay từ đầu nên viết chuẩn đi. Thì trong style lập trình ấy, cụ thể là Java đấy, mọi người để ý quan tâm là trong cái như xem thì có tài liệu Google nó quy định ấy, thì khi viết như này là viết chuẩn. Thay vì một người viết, tức là các bạn viết là thể if sau đó thực hiện một công việc đấy, thì nên khuyến cáo, tôi khuyến cáo là gì, cái này có thể viết được nhiều dòng lệnh, nhưng kể cả một dòng lệnh cũng nên viết nha, đồng ý không? Thì đến lúc tôi sẽ gửi cho mọi người thêm cái tài liệu này. Thì nếu nếu đây là gì, trời không mưa, không mưa thế làm gì, thì chúng ta sẽ gì, đi chơi chủ lệ, đây là công việc chúng ta đây đúng không em? Còn nếu không, còn hôm nay tức là trời mưa đây, không mưa tức là trời mưa đúng không em? Ngược lại thì ở đây gì, ở nhà xem phim đấy. Vậy thì trong thực tế là gì, để máy tính có thể hiểu được thì chúng ta phải đưa về ngôn ngữ của máy tính, và đây là cái cấu trúc điều kiện, tức là nếu đúng thì thực hiện công việc gì, ngược lại sẽ gì, sẽ xử lý trong eo nếu có, đồng ý không mọi người? Sau đó thì cái tiếp theo là rõ ràng là như vậy, là chúng ta nghĩ ngay là gì, à sau này cứ cần kiểm tra cái gì chúng ta nghĩ ngay về là chúng ta dùng if đúng không, mọi người đồng ý không, đúng chưa? Nhưng có một vấn đề là gì, là xin thưa bạn là gì, sau này nếu mà có nhiều trường hợp cần so sánh, ví dụ các bạn kiểm tra như là gì, xem là gì cái hôm nay là thứ mấy trong tuần đúng không, các bạn phải kiểm tra từ gì, từ thứ hai đến chủ nhật đúng không em, đồng ý không? Hoặc là kiểm tra tháng trong năm, tôi có thể kiểm tra là gì, từ tháng thứ 1 đến tháng 12. Như vậy nếu mà if cũng được, if else cũng được, nhưng như thế thì khi mà nhiều điều kiện chúng ta cần so sánh đúng không, thì nó sẽ gì, nó sẽ trở nên rối rắm đúng nhá. Thì lúc đấy người ta sẽ ra một cái cú pháp nữa là gì, cấu trúc điều kiện switch case đấy. Thì bản chất cái cấu trúc switch case này có nghĩa nhà, thì xin thưa các bạn là gì, cấu trúc switch case này nó sẽ sử dụng trong trường hợp là gì, chúng ta có nhiều nhiều cái chúng ta cần so sánh đúng không, nhiều giá trị cần so sánh, đồng ý chưa? Và đây là cái cấu trúc của nó, ví dụ chúng ta sẽ có gì, đây điều kiện đúng không đấy, và chúng ta sẽ so khớp từng trường hợp đúng không các bạn? Đấy thì kiểu rõ ràng là khi viết nhảy, giả sử như chúng ta trở lại cái phần tháng là tháng 1 đúng không, và từng cái chúng ta sẽ dùng cái break, tức là sau khi thực hiện xong nó chỉ so khớp thêm nhé, nếu đúng trường hợp nào nó thực hiện tất cả công việc, đây là giả sử như công việc một đi đấy, thì nếu mà thực hiện xong nó sẽ thoát ra luôn, nó không cần kiểm tra nữa. Nếu các em dùng if else thì cứ if else if else if else, đồng ý chưa? Đấy đấy là cái mặt hay của cái thằng là switch case, nếu trường hợp mà các bạn sau này có nhiều giá trị cần so khớp thì dùng switch case nó tối ưu hơn, nó nhìn nó sẽ code của chúng mình nó sẽ thoáng hơn đúng không, sạch hơn vân vân. Đây code đến đi 12 trường hợp, có hiểu không nhỉ mọi người? Đó thì đấy là ý nghĩa. Và trong này nó có một cái từ khóa gọi là default, cái này cũng rất hay. Default tức là các bạn nhìn thấy là gì tức là nó sẽ giá trị mặc định trong trường hợp nếu mà gì không có cái giá trị nào so khớp, nếu có default này nó sẽ trả về giá trị mặc định. Ví dụ giả sử như tôi đang dùng là gì tháng đúng không, thì nếu mà ông nhập trong phạm vi từ 1 đến 12 chắc chắn là ok, nhưng ngoài 12 có thể số âm, số 0 hoặc là gì, số lớn hơn 12 đúng không, thì tôi sẽ đưa ra những cái chuỗi là gì tháng, tôi sẽ đưa ra một cái là như là không có tháng này chẳng hạn đúng em, đúng chưa? Đấy thì đấy là cái mà cái cấu trúc thứ hai, và nên thì cấu trúc về cấu trúc switch case, ok chưa nhỉ? Cái cấu trúc thứ ba và cũng rất quan trọng, và từ cấu trúc này nó có bốn biến thể cơ, đấy là cấu trúc về vòng lặp, đúng không, hay là for này. Thì tại sao người ta lại có cái cấu trúc này, thì tin thưa các bạn là gì, là trong thực tế đấy, khi mà chúng ta có những công việc chúng ta lặp đi lặp lại, nó khác nhau ở cái việc là cái thông tin cái giá trị thôi, hoặc là bây giờ chúng ta có nhu cầu là gì, chúng ta muốn duyệt, giả sử như trong lớp này giống như trước thầy Vinh cho bài kiểm tra đồng ý không, thì tôi sẽ cần tìm ra là ai là cái người điểm cao nhất, đồng ý không mọi người, đồng ý không? Đấy thì như vậy để tôi sẽ duyệt từ ông Nguyên này đấy, đến ông Khôi, ok chưa, sau sau ông Quốc Anh, sau đến ông Long, và tôi sẽ tìm ra được là thì ai là người cao nhất đúng chưa? Thì đấy là cấu trúc của vòng lặp. Vậy thì trong vòng lặp này thì với thằng Java ấy, nó sẽ chia những cấu trúc này, thứ nhất là while, do while đấy. Thì bản chất while với do while nó cùng là vòng lặp, nhưng nó khác nhau ở cái việc là gì, thằng while này
tức là luôn luôn phải gì, cái biểu thức điều kiện, điều kiện, nếu điều kiện đúng, đúng em đấy, thì sẽ gì, sẽ thực hiện, không thì thôi. Nhưng với thằng do why là gì, thực hiện trước sau đó mới kiểm tra. Cái này nó giống như kiểu mọi người xem hay xem phim, là tức là ông vua ông nói, và tức là chú ra ngoài chiến trận đúng không, chú có thể chảm nếu mà thằng nào không nghe theo chú đúng không, sau về tâu với anh, thì cái kiểu như vậy, tức là cứ làm đi sau đó kiểm tra. Như vậy là cái sự khác biệt giữa hai này là gì, thằng why là gì, nếu điều kiện không đúng thì không thực hiện đúng không, thằng do why có thể điều kiện không đúng nhưng vẫn thực hiện ít nhất một lần, đồng ý không? Đó, thì vậy thì mọi người sẽ nghĩ nghe là à, vậy thì sau này khi chúng ta cần thì chúng ta dùng cái gì? Thì thưa bạn là sau này nếu mà trường hợp các bạn muốn thực hiện công việc đấy mà gì, muốn nó thực hiện ít nhất một lần thì dùng do why. Đồng ý chưa? Đấy, thì đấy là cái mà về cái cấu trúc why và do why. Cái cấu trúc về vòng lặp for. For ở đây tức là nó sẽ có cái, tức là với thằng for này nó sẽ có ba cái thành phần. Đầu tiên là cái phần khởi tạo. Nó sẽ quyết định là giống như là gì? Bây giờ một tôi có một danh sách là gì 100 sinh viên. Đúng không ạ? Thì lúc đấy là tôi muốn là gì, tôi không muốn duyệt là từ ông thứ 1 đến ông 100, tôi muốn là chỉ duyệt ông thứ ông 80 đến ông 90 thôi chẳng hạn. Ok không? Thì tôi có thể bắt đầu là gì, chạy từ ông Y từ ông 80. Sau cái điều kiện của tôi sẽ gì, nhỏ hơn bằng 90. Và mỗi lần cái bước lọc của tôi có thể cộng cộng, tức là gì, tăng lên một đơn vị đúng không? Hoặc em có thể cộng bằng 2. Tức là mỗi lần tôi sẽ tăng lên 2 đơn vị. Thì tôi hỏi mọi người là nếu trong trường hợp này tôi duyệt thì tôi sẽ in ra được cái danh sách, cái dãy số là số gì? Số chẵn hay lẻ? Chẵn đúng không? Tại vì nó từ 80, 82, 84, 86 vân vân. Đó, thì đấy là cái cấu trúc. Thì đây là cái cấu trúc về vòng lặp for. Cái cấu trúc thứ tư mà sau này nếu mọi người muốn duyệt tuần tự, tức là muốn duyệt là hết, tức là một danh sách chúng ta có bao nhiêu thông tin thì chúng ta sẽ gì? Duyệt tuần tự, cả thứ như 100 ông, 1000 ông, thì tôi sẽ duyệt từ ông thứ 1 đến 1000. Thì người ta có khái niệm gọi là for. Thì ở đây thì vì là khi mà dạy tôi vẫn hay theo kiểu là tôi dùng, thì thằng này tức là bản chất thằng, cái thằng CSAP ấy, nó có một cái gọi là voice. Thì tôi vẫn hay phân biệt với bạn ấy là voice hoặc là các bạn bản chất là gì, nó chính là cái for này này. Thì đây nó có là gì, kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu của từng cái phần tử đấy đúng không em, sau đó tên biến đúng không, ok không, sau đó trong cái tập nào hai chấm này. Đấy, và xong đó thì trong cái danh sách cần duyệt. Đấy. Đấy, thì nó nếu mà dùng cái cấu trúc vòng lặp này nó sẽ duyệt tuần tự. Đúng không? Mọi người. Thì đây là cái bài toán mà sau này khi mà mọi người để ý là giả sử như trong một trường đại học người ta tuyển sinh đấy. Giả sử như là cái chỉ tiêu của trường của tôi là thì lấy 1000 thôi. Nhưng mà thi vào thì 10000. Thì đương nhiên là cái ông phòng đào tạo sau khi thi xong đấy, ông sẽ phải duyệt từ thứ 1 đến 10.000 để ông kiểm tra xem là ông này thì có bị liệt không, đúng không? Có đạt điểm vào trường không để nhặt ra thì top 1.000. Chỉ nhặt ra 1.000 thôi. Đúng em? Đấy, thì công việc nó cứ lặp đi lặp lại và chúng ta phải duyệt hết. Thì lúc đấy có thể dùng cái, có thể dùng for, có thể dùng why, do why hoặc foreach. Nhưng thường này nó dùng gì để duyệt tuần tự. Thằng này duyệt duyệt này theo kiểu tức là một khoảng. Đúng chưa? Thì đấy là cái cấu trúc vòng lặp. Như vậy là thì trong cấu trúc này thì anh thấy là gì, chắc chắn là với những người mới học lập trình càng nắm chắc cái này càng tốt, tại vì nếu không nắm chắc này coi như là gì, phần sau chúng ta không biết viết như nào cả, đồng ý không? Đó, thì đấy là cái ý nghĩa. Như vậy thì để nó bớt nhàm chán hơn đúng không, thì chúng ta trở lại cái phần bài tập. Thì phần bài tập này ở đây thì hôm trước tôi có hỏi, thì tôi đang hỏi lại là cái phần ví dụ cái bài này thì mọi người biết xử lý như nào chưa? Các bạn đã làm được bài này chưa? Mọi người? Chưa. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý thử nhé. Thì về cái yêu cầu này, các bạn cứ nghe đó. Đây là chúng ta sẽ tạo ra một cái giao diện bằng lập trình desktop đúng không? Sau chúng ta thiết kế giao diện. Thì thường là khi mà hướng dẫn các bạn về lập trình desktop đấy, thì tôi vẫn hay là thực ra cái này không phải theo một quy định nào cả, mà tôi vẫn để cho mọi người dễ nhớ thôi. Thế là các bước thực hiện lập trình desktop trong Java. Các bạn cứ nghe đi, tôi nghĩ là nó cũng không thừa đâu, tại vì nó cũng sẽ có cái ở đây mà có thể là vì thầy Vinh chưa đưa thôi, nhưng mà có thể là trong cái này vì là cái tài liệu này thì mọi người chưa đề cập nên là tôi cũng muốn là đề cập lại một chút. Thì bước một thì thường là gì, đây là cái sao mới đi làm phần mềm vậy đúng không, và đầu tiên là thiết kế giao diện theo đúng yêu cầu
đề bài. Hay sau này chính là yêu cầu khách hàng đấy, cái này quan trọng lắm. Tại vì sau này khi làm phần mềm mà tức là chúng ta phải đi trước khi lập trình, chúng phải đưa ra họ một cái bản prototype đúng không? Bản khuôn mẫu phần mềm. Họ sẽ ok cái khuôn mẫu đấy chúng ta mới làm. Như vậy là nếu chúng ta không thiết kế đúng thì chắc chắn người ta không nghe, người ta không trả tiền chúng ta đâu. Đồng ý không? Thì sau khi mà thiết kế được rồi thì đến bước thứ hai, chúng ta thì đặt tên theo quy định lập trình. Đấy. Thì vừa rồi mọi người nhìn thấy là gì? Cái tên biến tôi đặt theo quy định lập trình đúng không? Vậy thì những đối tượng control trong lập trình desktop như là gì? Text field hay là label hay là button nó cũng có đặt tên riêng. Đồng ý không? Thì ở đây trong cái tài liệu này này. Quy tắc đặt tên này. Đấy thì cũng sẽ có việc là quy định đặt tên nhỉ. Thì mục đích của quy tắc đặt tên là gì? Là giúp cho mọi người sau này khi mà gì? Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi chỉ cần nhìn vào đây tôi biết là gì? Đây là đối tượng nào rồi, không cần phải mở xem giao diện. Đúng không? Và rõ ràng là gì, nó cũng là một cái mà gì, nếu mà mọi người để ý một chút là sau khi đi xin việc thì nó sẽ thuận lợi cho các bạn. Người ta chỉ cần nhìn cái các bạn viết code nhèo, các bạn thiết kế nhèo, người ta biết là gì, ông được cái người mà đã đi làm việc đào tạo chưa, hay là gì vẫn đang là code theo kiểu sinh viên. Thì đấy là xin thưa các bạn, thì nếu các bạn ngay từ đầu các bạn học những cái mà nó chuẩn ngay, hoặc là gì đặt theo, tức là gồm mình vào một cái mà nó chuẩn, thì sau này đi xin việc hay là đi thực nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đồng ý không? Thì đấy là bước thứ hai. Cái bước thứ ba là gì? Mọi người cứ còn ở đây, tức là còn tôi và còn các bạn cứ nếu mà những bạn nào sinh viên ấy, thì cứ hỏi xem, tức là cái mọi người đang hướng theo kiểu là gì, chỉ làm được thôi, nhưng làm được rồi thì sau này sẽ dễ, sau một thời gian nữa sẽ dễ. Nhưng vấn đề là chúng ta tổ chức nhà mới là khó, đúng không? Kể cả như hôm trước mọi người thấy là như thầy Vinh đang đề cập với việc này, như là kế thừa đa hình rồi là interface các thứ. Thì mục đích đấy để sao? Chúng ta tổ chức code đúng không? Chúng ta tối ưu được code. Đồng ý không? Còn thực tế mọi người bảo là gì? À vậy thì có người vẫn hỏi là thầy ơi, cái đấy nó hơi trừu tượng, em học có được không? Em dùng được không? Không dùng không sao cả, đúng không? Nhưng mà gì? Sau này khi chúng ta làm cái gì nó nhiều hơn, tức là cái dự án chúng ta rất là to, nó rất là, tức là giống như kiểu hôm trước thầy Vinh bảo đấy, tức là nó lên đến vài trăm class, mà nếu bạn không tổ chức tốt thì sau này cả vấn đề. Đồng ý không? Còn bình thường mình làm theo kiểu một số module nhỏ nhỏ thì chúng ta cứ lập trình luôn được, chẳng vấn đề gì cả. Đồng ý không? Thì bước thứ ba này thì sau khi đặt tên rồi thì chúng ta thì thực hiện xử lý công việc. Đúng không? Thì thường tức là khi mà xử lý công việc, tức là tí chúng ta giả sử nhìn đây. Mọi người nhìn này. Giả sử trong cái bài này. Nghe nhé. Sau khi mà chúng ta thiết kế giao diện này rồi đúng không mọi người? Thì chúng ta chạy ứng dụng, thì người dùng người ta sẽ nhập thông tin về gì, tên truy cập và mật khẩu đúng không em mọi người? Thì làm sao mà tôi sẽ phải lấy được thông tin đấy đúng không, khi mà chúng ta nhấn vào nút đăng nhập, ok không? Thì như vậy là chúng ta sẽ xử lý gì, là nhấn đút vào nút để xử lý công việc đấy, sau đó thì viết code xử lý. Đồng ý không? Thì viết code thì tí nó sẽ có mấy cái bước cơ. Đấy là gì? Đầu tiên là chúng ta khai báo biến. Đấy, cái bước tiếp theo là gì? Lấy thông tin từ giao diện. Đúng không? Cái thứ tư đây là gì? Kiểm tra dữ liệu nhập vào. Đúng không? Và cái thứ tư đấy là gì? Hiển thị. Đúng không? Hiển thị lên giao diện. Đấy, nếu có. Đúng chưa? Thì thường là, tức là cái này thì tức là mọi người để ý sau này khi mà viết như thế thì nó chính là cái luồng đấy. Thì thường mọi người để ý là với những người mới học đấy thì các bạn nên là, tức là các bạn nên có thói quen là các bạn viết ra. Có thể đừng để trong đầu, chứ là vì các bạn tức là đang chưa đủ trình để nghĩ trong đấy. Nhưng sau này quen rồi thì sẽ làm được việc đấy. Tức là một sao trước khi mà chúng ta tiếp cận một vấn đề gì đấy, sau này mọi người đi làm xếp ra cho cũng vậy đúng không? Thì đừng có cứ ngồi đơ ra mà nghĩ, thì thay vì như thế mình gạch ra, có thể dùng bút hoặc là dùng gì, dùng cái notepad công cộng này này. Notepad này đúng không? Cho gạch ra vài ý, trình tự như nào? Tức là trước khi mà mọi người nhận được yêu cầu đấy, thì đầu tiên các bạn phải nghĩ là gì, chúng ta đã thực hiện nó như nào, chứ đừng cắm đầu cắm cổ vào code nha em nhá. Tại vì nếu mà làm như thế đấy, các bạn theo tư duy như thế thì tôi đảm bảo mọi người sau đi làm đấy, thì cái việc là cái xác suất mà làm lại rất là cao. Thì chưa biết cái tư tưởng, cái luồng cho xử lý như nào, đã đâm đầu vào code rồi, chắc chắn sẽ hỏng việc. Nhớ nhá. Càng hút thì càng, tức là giống như kiểu trâu hút vào tường ấy, thì càng hút càng chảy máu. Đồng ý không? Thì thưa bạn là gì, trước khi mà tiếp cận thì
sau này sếp có bảo là gì giao cho mình thì đầu tiên phải gì hiểu đúng được cái ý của sếp. Sau khi hiểu đúng ý của sếp thì bắt đầu thì tìm cách để xử lý vấn đề. Và cách xử lý vấn đề tốt nhất là gì? Cứ liệt kê ra những cái mà chúng ta trình tự chúng ta đi nhỉ. Thì thường nếu viết nhỉ thì tí nữa tôi sẽ dựa bạn nhìn thấy là gì, tôi sẽ cứ đi theo đúng cái luồng này, tôi sẽ xử lý được. Đồng ý không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ mở một cái công cụ NetBeans lên nhé. Chúng ta sẽ vào file này và chúng ta sẽ chọn new project. Đúng không? À, các bạn sẽ chọn cho tôi là Java. Đấy, chọn Java application. Các bạn sẽ tạo cho tôi, giả sử như tôi sẽ đặt một cái là gì? Cypress này. Cấu trúc lập trình. Đúng không? Thì thường là cái lúc cái này chính là cái tên dự án này. Tên dự án các bạn sau này chính là gì? Quản lý bán hàng này, đúng không? Quản lý nhân sự này, đúng không? Phần mềm kế toán vân vân. Đấy, thì cái này chính là một chuỗi ký tự liên tiếp nhé, không khoảng cách, không tiếng Việt có dấu. Đừng ai đặt tiếng Việt có dấu và khoảng cách. Nó sẽ có thể là nó không sai hoặc là tức là nhưng mà nó sẽ có phát sinh vấn đề sau này khi mọi người xử lý như liên quan đến đường dẫn các kiểu. Thì khuyến cáo là gì nên đặt theo kiểu như này. Sau đó cái thứ hai là cái location. Thì thường là các bạn nhìn thấy là gì? Khi mà chúng ta dùng các bạn browse đúng không? Các bạn chọn đến thư mục đúng không? Nhưng thường là khi mà tôi dạy tôi vẫn bày các bạn mẹo là gì? Tôi sẽ không làm như vậy mà để làm nhanh nhé. Mọi người nhìn nhé. Giả sử đây là thư mục của lớp mình đúng không em? Mọi người. Đấy thì tôi sẽ đưa vào đây này. Đó, tôi copy luôn cả cái đường dẫn này. Như vậy thì thay vì chúng ta chỏ thế thì chúng ta copy ngay rất là nhanh. Đồng ý không? Sau khi có cái name và location này, chúng ta sẽ nhấn finish để tạo ra một dự án. Đồng ý không? Người nên tạo ra đi, tạo ra làm cùng đi. Sau đó thì khi mà tạo ra một cái dự án này rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đang ở cái việc là lập trình desktop, chúng ta kết hợp những cái thông tin mà tôi vừa trình bày. Đúng không? Đấy là gì? Cấu trúc lập trình, kiểu diệu và toán tử, quy tắc khai báo biến. Như vậy tôi sâu chuỗi tất cả những cái này đấy vào cái phần này. Đương nhiên cái phần bài phần về tức là cái này thì cái phần trước đấy thì thầy Vinh cho mọi người làm rất kỹ rồi. Đây này. Phần này ok rồi đúng không? Đấy, đi từ cái này thì đến thời điểm này mọi người ok rồi. Bây giờ chúng ta hướng về cái này. Thì để tạo ra một cái, mọi người để ý nhé, khi tạo ra một project trong thằng NetBeans này này, nó sẽ tạo cho các bạn một cái package. Thì bản chất package tức là gì, trong Java nó có thể tổ chức những cái class đúng không, vào đấy đúng không? Sau này các bạn có thể gì tạo ra đóng gói nó thành một package để có thể tái sử dụng cho nhiều dự án. Đúng không? Và trong package thì nó có hai cái đặc điểm các bạn cần để ý là gì? À, thứ nhất là gì, trong package đúng không? Thì các class phải là duy nhất, nó không cho phép em đặt trùng tên đúng không? Và nếu mà khác package đúng không? Chúng ta sẽ cần phải dùng từ khóa import vào để chúng ta sử dụng. Đồng ý không? Mọi người. Vậy thì bây giờ để chúng ta tạo ra một cái giao diện desktop này, thì em chuột phải vào package này. Nhìn chưa? Chúng ta sẽ nhấn new. Chúng ta sẽ chọn là gframe form. Nhớ là gframe form chứ không phải gì parallel form nhé. Đồng ý không? Đừng ai làm nhầm nhé. Nếu mà chọn như thế thì chúng ta phải sửa lại đấy. Chuột phải vào package, chọn new và gì? Chọn gframe form. Được chưa? Được chưa? Sau đó chúng ta đặt. Thì giả sử cái tên này này, người ta đặt là gì? Đây, đặt theo quy tắc này. Là viết tắt của từ frame ấy, hoặc là gì? Form. Đăng nhập. Đó. Được chưa? Và nhớ cái class này cũng không đặt tiếng Việt có dấu, không khoảng cách. Đúng không? Được chưa? Người tạo được chưa? Đặt cho tôi một cái tên. Sau đó nhấn finish. Thì với các bạn thì có lợi thế là vì hôm nay là cái này thì buổi hôm nay mọi người làm này thì rất là dễ chịu. Nhưng mà xin thưa bạn là gì, những cái lớp mà tôi khi mà tôi dạy phần này vì tôi chưa dạy lớp mà dạy kế thừa như thầy Vinh ấy, thì tôi thường hay vẫn giải thích là gì, cái này là sau này tức là các bạn cứ mặc định bạn hiểu này, tức là đây là cái khái niệm kế thừa. Kế thừa tức là một lớp sẽ thường những đặc tính từ lớp khác. Các bạn nhìn thì thường là tức là sau này một người làm quen rồi sau tôi lật lại tôi giải thích. Thì đấy, nói chung là có nhiều cách đào tạo đúng không mọi người, nhưng mà đang muốn là gì, buổi hôm nay dựa trên cái này thì mọi người lại càng hiểu hơn, tại vì mọi người đã được chuyên định về kế thừa rồi. Như vậy là gì, khi mà tạo ra form này em này, một cái frame này đúng không, đúng chưa? Thì những cái mà các bạn nhìn thấy là gì, nó đang ở trong cái đây này. Tí các bạn nhìn thấy là gì, chúng ta thử nhé. Thì đây là cái giao diện, giao diện các bạn nhìn thấy là gì, các bạn có thể co giãn, các bạn thiết kế đồng ý không, các bạn co giãn tùy chỉnh muốn nha, các bạn có thể co như thế, cái đấy là hoàn toàn. Thì cái lợi thế của cái thế mạnh của NetBeans là gì, lập trình desktop là gì, nó hỗ trợ giao diện đồ họa rất là tốt, được chưa?
Như vậy sau khi mà tạo ra như này rồi đúng không? Thì bên bên phải mọi người này. Đấy, thì đây là những cái đối tượng control. Đối tượng control đây bạn nhìn thấy là gì? Nó giống như kiểu các bạn nhìn thấy là gì? Nó chính là giả sử như khi ám chỉ là gì? Chưa học lập trình đối tượng rồi đúng không? Là ông Long này đúng không? Đối tượng là ông Quốc Anh này đúng không? Mọi người. Thì đây nó chính là đối tượng như vậy. Thì em nhìn nhá. Bây giờ chúng ta thiết kế ra một cái giao diện như em này. Chúng ta sẽ thiết kế một giao diện mà nó có phần bo bo này, nhìn thấy chưa? Thì trong lập trình theo thiết kế phần mềm đấy thì người ta sẽ tổ chức là gom những cái thành phần nó có liên quan nhau thành một group đúng không? Thì để làm việc đấy người ta dùng cái panel này, này. Cầm kéo vào đó đúng không, và thiết kế sau đó từng đối tượng này giống như ở đây tôi phân biệt là gì, à ông Long, à ông Quốc Anh, tại vì tôi căn cứ vào đặc tính của các ông đúng không, kiểu tóc đấy đúng không, khuôn mặt, hình dáng, chiều cao, cân nặng, vân vân. Thì với mỗi đối tượng này nó sẽ có thuộc tính đúng không em? Thì ở đây có thuộc tính này, thì các bạn nhìn thấy các bạn muốn là gì, có cái đường kẻ kẻ như này em nhìn này, đây này. Đấy thì các bạn xin thưa bạn thì các bạn chọn đối tượng này, chọn kéo cái panel vào nhé đúng không, sau đó chúng ta vào gì, vào phần border này, kích vào ba chấm này thì nó có một phần là title này, border, các bạn gõ cho tôi cái này là đăng nhập hệ thống đó. Thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái thông tin này đúng không, tạo ra một cái đường border đấy, nhìn thấy chưa, có nhìn thấy không, chọn cái panel này, kích vào border đấy, sau đó kích vào ba chấm và chúng ta chọn cái title border và gõ cho tôi cái thông tin là gì? Đăng nhập hệ thống vào. Sau này các bạn có thể dùng những cái khác nếu các bạn muốn đúng không? Ok không? Là khi mà làm việc với các bạn đấy, cụ thể là hôm trước thì tôi thấy là gì, thầy thì lúc nào cũng hỏi học viên là gì, là các bạn có hiểu không? Trong khi đó lớp mình thì cứ thấy là ai cũng thấy là ngơ ngác hoặc ai không hỏi. Thì xin thưa bạn thì giống như tôi vẫn chia sẻ các bạn đấy, giống như kiểu bình thường đứa trẻ con ấy, nó khóc thì mẹ nó cho bú đúng không, các bạn không nói làm sao thầy biết được, đồng ý không? Nên là gì, cần phải tương tác với thầy nhiều hơn thì cứ 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 tương tác đi, chắc chắn là thầy sẽ trả lời. Mỗi người sẽ có một cách thức, nhưng mà thì xin thưa bạn là gì, nếu các bạn lên tiếng thì chắc chắn là chúng tôi sẽ phải làm sao mà tìm cách để giải thích cũng như để hỗ trợ bạn, ok nhé, đồng ý không? Được chưa, cái được chưa? Sao em nhìn này. À, thì trong thiết kế đấy chúng ta sẽ có một cái nhãn, nhãn để chúng ta bản chất nhãn này, nghe này, khi mà tôi đã nói là gì, nghe thì nên nghe đừng làm gì cả. Thì em nhìn này, cái này, cái nhãn này chính là cái để mô tả cho thông tin này đúng không em, giống như các bạn vào đăng nhập vào Facebook hay các kiểu đấy đúng không? Thì trong lập trình desktop này nó có thể thực hiện cái việc là nó tạo ra một cái, các bạn dùng cái label này, yeah, cầm kéo vào đúng không, sau khi kéo vào nó có thuộc tính, thì các bạn nhìn thấy là gì, chú ý cái thuộc tính text này, nhìn chưa, chúng ta đặt là gì, tên đăng nhập đó. Sau khi có cái label rồi chúng ta lại có một cái gì, text field đây, cái này mục đích là gì, để mọi người khi mà lại dạy cái này đấy thì nó sẽ vất vả hơn. Tại sao? Tại vì các bạn sẽ là phải làm nhiều thứ hơn. Thực ra thực tế là lập trình Java con người ta chỉ cần rồi sử dụng thuần cái controller, mà đến controller thôi. Mục đích dùng này để là gì? Để mọi người cuối khóa, mọi người để làm project và bắt đầu tiếp cận để phục vụ sau này một cái lập trình web hoặc là gì, lập trình mobile. Thì với lập trình web hay lập trình mobile nó có những đối tượng control tương ứng nhỉ, đồng ý không? Đó thì đấy là cái mà chú ý nhá. Thì sau khi kéo cái thằng gì text field vào đúng không em, thì chúng ta sẽ kéo, các bạn cứ nhớ là gì, căn chỉnh đẹp hay xấu là tùy thuộc các bạn. Và cũng xin thưa mọi người là gì, khi mà bạn bắt đầu học cách là gì, chúng ta cần phải chỉnh chu từng cái một, là khi chúng ta kéo vào chúng ta phải căn chỉnh làm sao cho nó đẹp. Thì các bạn cứ nhìn thấy đến lúc tôi thiết kế các bạn xem, các bạn để xô lệch hay là để, tức là để cái thông tin nó lệch lạc, thì cái đấy thì với việc là gì, sau này các bạn làm phần mềm thì không bán được lấy tiền đâu, đồng ý không? Thì chúng ta ngay từ đầu chúng ta học thì chúng ta phải cần phải chỉnh chu một chút, thì sau này nó là thế mạnh của mọi người, đồng ý không? Được chưa? À, sau đó chúng ta lại lặp lại cái bước, chúng ta kéo cái thông tin là gì, chúng ta đặt là mật khẩu đấy, chúng ta vẫn kéo cái text field vào. Đương nhiên tí nó sẽ có vấn đề nhưng cứ kéo vào đi để chúng ta hiểu đã, sau đó tí có vấn đề chúng ta sẽ xử lý. Sau cái tiếp theo là chúng ta dùng cái button này đúng không em? Đấy, chúng ta có đăng nhập và chúng ta có đóng. Đóng để chúng ta thực hiện thoát ứng dụng chẳng hạn đúng không? Chúng ta có đăng nhập.
đóng. Ok. Mà nhìn này, em nhìn này, rõ ràng là cái thông tin text field thì tôi muốn người dùng nhập vào đúng không? Như vậy là tự nhiên có một cái đoạn text mặc định như thế thì nhìn nó rất là xấu xí. Đúng không? Thì thưa bạn là gì, các bạn vào cái phần thì chọn đối tượng này, sau vào cái thuộc tính text này, em xóa nó đi. Xóa trắng nó đi đấy, nhìn này. Nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Long nhìn thấy không? Cô anh nhìn thấy không? Đấy, xóa đi. Đấy. Thì nếu mà thiết kế như này thì tôi gọi là gì? Xong cái bước 1, thiết kế theo đúng cái yêu cầu người dùng hoặc là theo cái yêu cầu khách hàng. Đồng ý không? Chúng ta đi từ cái đơn giản thôi. Nhưng mà thì nó nằm cái giao diện mà chúng ta thiết kế đúng theo cái mong muốn của họ. Có những đối tượng để em đây, em có thể giữ control. Đấy, nó căn chỉnh này, căn trái này, căn phải này, căn giữa này, nhìn chưa? Đấy, thì cố gắng là khi mà dùng một cái công cụ lập trình nào thì phải mày mò. Với người lập trình thì muốn giỏi trong cái nghề này thì phải có cái tính tò mò, mày mò tìm hiểu đúng không? Dựa trên những cái mà thầy dạy thì phải mày mò. Cái gì không rõ thì có một cái lợi thế rất lớn của mọi người, đây là gì? Là các bạn sẽ có người để các bạn tham chiếu. Như vậy là nếu mà có người tham chiếu mà không biết tham chiếu thì như thế thì phí. Không ý không? Mà ở đây thì bây giờ lại có hai, có cả hai ông. Đấy, như vậy là các bạn có rất nhiều đất để các bạn có thể hỏi vấn đề còn lại là các bạn hay không thôi. Hai này, bây giờ chúng ta lại phân tích một chút nhá. Cái thằng này chúng ta sẽ tí cần lấy thông tin đúng không em? Đúng không? Cái thằng này chúng ta cần lập trình đúng không em? Bốn cái thông tin này này. Ok không? Vậy chúng ta đặt theo quy tắc. Thì cái text field này chúng ta sẽ vào phần code. Thì nhớ nhá, thuộc tính và cái trong phần code này này thì nó có một cái phần name này em này. Variable name. Thì cái này, cái tên này đặt giống như kiểu số chứng minh thư của bạn. Nó luôn luôn phải đòi này, đòi hỏi là gì? Là số duy nhất, thông tin duy nhất. Nên đặt là gì? TXT tên đăng nhập. Đó. Thì đây chính là cái cách mà đặt theo quy tắc quy định lập trình. Sai một người vào bất kỳ một cái đơn vị phần mềm nào nó sẽ luôn luôn có cái quy định này, tùy thuộc cái đơn vị đấy nhưng chắc chắn luôn luôn có một cái quy định. Để tại sao lại như thế? Tại vì sao lại có người mới người cũ đúng không, người vào người ra đúng không em? Thì nếu không có quy định thì chắc chắn là gì, cái hệ thống đấy nó thành một cái đống rác khổng lồ đúng không? Được chưa? Nhớ nhá, chọn vào, chọn đối tượng là text field tên đăng nhập và kích vào code trong cái variable name đặt là gì, txt tên đăng nhập. Nếu các bạn không chắc và các bạn có thể bắt chước tôi là thì đặt giống như thế. Tại vì chúng ta đặt cái gì nhé, ở đây không biết là còn ai có cái không làm việc đấy là gì, chúng ta đặt a gọi a phẩy không được đúng không? Ở đây là thứ tôi gọi nguyên thì nguyên thưa, nhưng tôi gọi là nguyễn thì chắc chắn không ai thưa cả đúng không? Mặc dù là gì khá xem giống nhau nhưng hoàn toàn là gì khác nhau. Như vậy là chúng đặt cái gì chúng ta tí gọi ra đúng cái đấy. Và nhớ là gì, tên biến phân biệt hoa thường đấy, các bạn đặt một kiểu bạn gọi kiểu làm sao nghe được đúng không? Được chưa? Tất cả xong chưa? Sang cái thứ hai này, chúng ta sẽ lại vào đối tượng là gì, mật khẩu. Chúng ta đặt là gì, txt mật khẩu. Đấy, nhìn thấy chưa, txt mật khẩu, txt viết tắt của text field đấy. Đồng ý không? Sau này khi lập trình web thì nó cũng có đối tượng như thế, text box hay text field, hay là trong Android thì nó có text view, đồng ý không? TXT mật khẩu. Được chưa? Sau đó cái nút này chúng ta chọn và chúng ta lại vào code là BTN đăng nhập. Đó. BTN chính là viết tắt của button đấy, đúng không? Ok chưa? Rõ ràng là gì, nó đặt như thế mất thời gian một chút nhưng sau này khi nhìn code thì nó rất sạch sẽ và gì, và nhìn thấy là biết ngay được cái việc là gì và dễ quản lý đúng không? Các bạn để button 1, button 2 sau này khó, cả chúng ta có 10 cái chả biết thằng nào. Sau đó đóng này thì chúng ta gì, BTN đóng. Đó, đồng ý chưa? Như vậy là chúng ta đặt được bốn cái đối tượng. Nhìn nhá, nhìn lại này. À, TXT tên đăng nhập, TXT mật khẩu đúng không, BTN đăng nhập và BTN đóng. Đấy, như vậy là nếu sau khi các bạn đặt như thế thì tôi gọi là thì xong bước 2, đặt tên theo quy định lập trình. Cố gắng mà dành thói quen đi em ạ. Cứ hỏi đây thì có tôi mới có thầy Vinh thì chắc chắn là sau này đi làm một project thì không có chuyện là các bạn đặt viết cẩu thả là button 1, button 2 là gì đặt lung tung cả. Nó phải có quy định cả. Đúng không em?
Nên là cố gắng là ngay từ đầu khi mà học mới học thì chúng ta vào khuôn khổ chuẩn đi. Dạy cho mọi người cái chuẩn thì vấn đề mọi người phải ép mình vào, đừng để mình cẩu thả. Làm như thế thì sau này nó tốt cho các bạn thôi. Được hết chưa em? Nếu chưa được xong thì tôi sẽ chờ mọi người xong cái này. Đúng không? Nhưng mà có ý tưởng rồi mà không biết code thì lại dở. Nó sẽ cũng khó khăn. Như vậy là chúng ta phải được hai cái. Được không? Xong không? Có ai thắc mắc những cái vấn đề mà chúng ta vừa thực hiện không? Mọi người hiểu hết đúng không? Các bạn hiểu không? Sau đó nhá, đến cái bước thứ ba đấy là chúng ta lập trình. Thì xin thưa các bạn là gì? Là các bạn kích đúp cho tôi vào cái nút đăng nhập. Cứ kích đúp vào đi. Nhìn nhá. Kích đúp vào này. Đấy, nhìn chưa? Sau lại trở về design. Kích đúp vào đóng. Thì xin thưa các bạn là gì? Là khi các bạn kích đúp vào đấy thì nó sinh ra này, vào cái event này, nó sinh ra một cái sự kiện là gì? Action, action form. Thì đây là sự kiện click. Đúng không? Khi kích vào cái nút này thực hiện công việc gì? Đồng ý không? Thì tại sao khi chúng ta lại chọn NetBean? Tại vì xin thưa các bạn là gì? Mọi người nhìn nhé, bây giờ tôi giải thích cho mọi người hiểu rồi đấy. Đây này. Các bạn nhìn thấy là code nó sinh ra chưa? Thì trước mà khi mà tôi mà dạy các bạn mà tôi không dạy lớp đối tượng trước ấy, thì tôi làm này bằng cách là gì? Tôi cứ bảo các bạn mặc định là gì? Nhìn cái đoạn code nó sinh ra chưa? Các bạn nhìn thấy mà các bạn chưa quan tâm đến cái này. Đúng không? Nhưng bây giờ với các bạn thì tôi lại muốn giải thích. Tại vì sao các bạn nhìn đây là một đối tượng này. Java.x.swing chưa? Nhìn chưa? Gparallel. Đấy, đây là khai báo một đối tượng. Nhìn chưa? Đây là cái gì? Thiết lập tiêu đề cho một đối tượng. Đồng ý không? Đấy. Thì tại sao mà gì khi chạy ra nó nhìn được như này? Tại vì xin thưa các bạn thì nó gọi cái hàm này nó khởi dựng đối tượng. Ví dụ như là gì, chúng ta một ông A không có trên đời thì làm sao biết được thì chân tay mắt mũi thuộc tính của ông nhà. Đồng ý không? Thì đây là cái mà cách tạo ra đối tượng. Nhìn thấy quen thuộc đúng không em? Nó giống như một đối tượng sinh viên, nó giống như một đối tượng khách hàng, giống như một đối tượng máy tính. Đồng ý không? Ok không? Thì đấy là cái mà để ý và nhìn thấy là gì? Khi mà đây là hàm khởi tạo đúng không em? Đúng không? Cái lợi thế là bây giờ tôi dạy mọi người cái này thì thầy Vinh cung cấp hết cho bạn rồi. Tôi chỉ giải thích ngược lại chắc chắn mọi người sẽ hiểu. Thì đây chính là gì? Hàm khởi tạo đúng không? Đấy, khi một cái frame nó chạy, nó sẽ gọi đến hàm khởi tạo tức là gì? Sẽ được khởi dựng khi mà đối tượng được tạo ra đúng không em? Đúng không? Những cái gì các bạn muốn thực hiện khi mà ở trong hàm khởi tạo thì nó sẽ gì? Đối tượng được tạo ra nó sẽ xử lý hết. Như vậy là gì? Khi cái form này chạy, nó tạo ra thì nó kích hoạt những cái thành phần như này, là parallel, là table, là label đấy đúng không? Là text view, là nút. Đồng ý chưa? Đấy thì nó trong cái này nhá. Mọi người nhìn thấy cái phần init conformance này. Đó, ok không? Như vậy trở lại một chút, như vậy là chúng ta đã hiểu và chúng ta có thể xem. Đồng ý không? Thì em nhìn này, kích đúp vào cái đăng nhập, bây giờ chúng ta sẽ hiện thực hóa code. Kích đúp vào tức là sinh ra một sự kiện click. Click để làm gì? Để tức là thực hiện công việc đấy, đúng không em? Thì đầu tiên chúng ta khai báo biến. Khai báo biến đúng không em? Thì rõ ràng là gì? Nhìn lại, tôi phân tích này, nghe đã rồi viết. Thì có vẻ là gì? Tôi muốn là khai báo biến để tôi lấy được hai thông tin chứa hai thằng này đúng không? Chúng ta vừa nói với nhau là gì? Khai báo biến chính là gì? Cái việc cấp phát một vùng nhớ để lưu trữ thông tin để người lập trình có thể gì? Thực hiện xử lý công việc của họ đúng không? Tính toán đúng không? So sánh lưu trữ. Ok chưa? Mọi người. Nó tạo giống như kiểu một vùng ấy, giống như kiểu mọi người chứa đồ, mọi người có một ngăn tủ đúng không? Các bạn thấy gì? Tạo ra một ô để các bạn chứa quần áo mùa hè, chứa quần áo mùa đông, vân vân. Đồng ý không? Thì cái việc là khai báo biến nó kiểu như vậy. Thì chúng ta sẽ khai báo cái gì? Chúng ta sẽ khai báo biến là gì? String tên đăng nhập. Đó, và thường là tôi luôn luôn gắn giá trị mặc định khởi tạo để nó tránh lỗi về sau. Thì đấy là cái mà không. Đây là chúng ta sẽ gì? Cùng kiểu nên chúng ta sẽ khai báo trên một dòng và các biến cách nhau một dấu phẩy đúng không em? Ok chưa? Sau khi khai báo biến như này rồi, đến cái phần tiếp theo là gì? Lấy thông tin từ trên giao diện đồ họa đúng không? Bằng cách như sau, string tên đăng nhập đấy, thì để lấy được thông tin cụ thể là text field trên cái giao diện đấy đúng không em? Thì chúng ta sẽ viết như sau, em nhìn này, sau này mọi người quên nhé, tt này đấy, thì chỉ cần thì tt tôi cách một cái, nhìn chưa? Tất cả những đối tượng text field nó sẽ hiển thị ra như này,
Như vậy rõ ràng là gì? Đặt tên biến rất có giá trị. Đúng không? Có giá trị không? Cho nhìn đấy, như tôi nhìn đấy, tôi biết ngay là đối tượng này đây là tích phiêu nếu các bạn thì các bạn đặt chuẩn. Thì tôi sẽ gọi ra TT giống như tôi gọi nguyên đấy. Sau đó chấm thuộc tính. Đấy, thì để lấy được cái thuộc tính, để lấy được cái thông tin, nghe này. Thông tin người dùng nhập trên này. Đúng không? Thì trong Java đấy, nó sẽ dùng một cái là gì? Nó sẽ sử dụng một cái hàm là gì? Hàm get stack. Và tất cả các bạn chú ý nhé, tất cả thông tin mà nhập trên thì label hay tích field button đều là dạng chuỗi hết, nhớ nhá, tất cả là dạng chuỗi hết. Thì các bạn sẽ nghĩ là như thế thì chúng ta sử dụng cái kiểu số nhé, kiểu số chúng ta sẽ convert thôi đúng không, chúng ta phải chuyển đổi về, đồng ý không, nhớ như vậy. Và chúng ta có gì, string là gì, mật khẩu và chúng ta vẫn là gì, get stack. Nhớ sau này quên, như bản thân tôi chả nhớ mấy cái, tôi chỉ nhớ cái chính thôi, còn những cái mà dâu riêng tôi không cần nhớ đâu, tại vì chúng ta nên nhớ cái mẹo sau cần chúng ta tra cứu đúng không. Thì giả sử như bạn có thể gì chấm cách một cái control cách này, nó gợi nhớ là các bạn nên tìm đến này đúng không, còn những cái gì phổ dụng thì chúng ta nhớ, còn cái vùng nhớ đấy chúng ta để dùng cho việc khác, đồng ý không. Còn nếu các bạn như kiểu nhớ máy móc thì sau này thì một thời gian sẽ quên ngay. Và có một cái này vẫn chia sẻ với mọi người là gì, với lập trình ấy, muốn thành kỹ năng thì chỉ có làm nhiều thôi, đồng ý không, làm nhiều chúng ta gặp nó, chúng ta trải nghiệm nó thì chúng ta mới có kinh nghiệm được, đồng ý không. Hay là nói ví von, hay là nói đùa chút là kinh nghiệm là những cái gì mà chúng ta nghiệm lại mới kinh, đúng không, chính xác là như thế đấy, các bạn cứ thử nghĩ mà xem. Được chưa? À, như vậy là gì, sau khi chúng ta lấy được thông tin trên giao diện rồi đúng không em, đến cái bước tiếp theo là chúng ta kiểm tra thông tin. Đấy, kiểm tra thông tin thì chúng ta có rất nhiều cách, và trong Java này tôi sẽ giúp một người cái cách mà chúng ta bắn ra một cái hộp thoại thông báo đúng không. Thì chúng ta sẽ viết như sau, dùng cái cấu trúc này, nếu nếu cái gì, nếu cái tên đăng nhập này, có rất nhiều cách em nhé. Ở đây tôi đang dùng cái này, tôi sẽ có một cái hàm ở đây thì nhìn thấy là gì, chúng ta dùng một cái hàm chim đi. Hàm chim này chính là loại bỏ ký tự trắng nha, đúng không em? Đấy, thì ở đây tôi sẽ dùng như này. Is empty. Đấy, nếu nó bằng rỗng, đúng không em? Thì tôi sẽ đưa ra một cái thông báo. Thì đưa ra thông báo trong thằng Java đấy, nó có một cái lớp là đi open option pane. Đấy, các bạn dùng cái hàm show message đây nó. Đó. Và tôi đưa ra thông báo là gì, bạn cần phải nhập tên đăng nhập, đồng ý không, đó bạn cần phải nhập tên đăng nhập, có hiểu không. Tức là bản chất trong cái lớp G open pane, option pane này, nó sẽ có một cái phương thức là gì, show message dialog đúng không, phương thức là như nào thì mọi người được thầy Vinh chuyên linh rồi đúng không. Hiểu đơn giản, nó chính là một cái chương trình con, một cái đoạn mã lệnh để giúp mọi người thực thi một công việc nào đó của người lập trình. Thì cái việc tổ chức thành function sau này để giúp cho chúng ta cái gì, người lập trình có thể tối ưu hóa code. Còn rõ ràng là khi mà nó chuyển về dạng mã máy thì nó chả quan tâm, nó sẽ thân thiện và nó sẽ hỗ trợ người lập trình thôi đúng không. Để biết được là chúng ta có này, chúng ta sử dụng, tránh viết đi viết lại, người này viết rồi thì người kia lại viết, được chưa. Như vậy là gì, nếu mà cái tên này không nhập thì đưa ra một thông báo và gì, thoát ra, không thực hiện gì nữa. Đấy, thì để thực hiện như thế thì người ta sẽ dùng return, tức là thoát ra. Nếu vi phạm này thì không cần phải kiểm tra xem là gì, là ông này có nhập mật khẩu hay không. Tương tự như vậy, tôi sẽ dùng cái if là gì, tôi sẽ kiểm tra cái thông tin là gì, là mật khẩu. Đó, đúng không em? Và chúng ta sẽ gì, bạn cần phải nhập gì, mật khẩu đăng nhập, ok không? Và nếu mà không ok thì chúng ta lại thoát ra, tại vì tí nữa chúng ta sẽ có cái kiểm tra nữa. Những cái này thì tôi hoàn toàn có thể làm nhanh vì các bạn quá hiểu rồi. String nếu mà mật khẩu đúng không, trong này, trong cái thằng Java nó có một cái hàm cá là hai hàm equal, tức là so sánh giá trị, nếu mà bằng Sandford, tên đăng nhập bằng Sandford. Sau này có thể dùng thì khi mà làm việc ở database chúng ta có thể kiểm tra thông tin tài khoản từ một cái bảng. Nếu tên đăng nhập
bằng Stanford và cái mật khẩu. Mật khẩu bằng cái gì? Mật khẩu bằng gì? 123 chẳng hạn. Đấy. Kết hợp điều kiện lên đúng không em? Và thì tôi sẽ đưa ra một cái thông báo như sau. Đưa ra một cái thông báo là gì? Đăng nhập thành công. Đấy, như vậy. Đăng nhập thành công. Ok không? Trong cái phương thức này, cái road span này chính là cái quyết định, tức là cái việc là gì? Để đưa ra một cái message ấy, nó cần phải có một cái giao diện, đúng không? Một cái nớp để nó thừa hưởng ấy. Thì cái road span này chính là đã ám chỉ này, nó sẽ dùng cái thằng mà phát sinh, tức là gọi nó. Thì đây chính là cái giao diện mà cái thằng form đăng nhập. Các em hiểu đơn giản như vậy. Cho sr.equa123 tức là nếu cái tên đăng nhập nhập trên giao diện mà bằng Stanford, đây là tôi phân tích cứng đúng không? Nếu mật khẩu bằng 123, tức là nếu mật khẩu người dùng nhập trên này này, đấy, thì gì? Nếu thỏa mãn hai điều kiện này thì nó sẽ đưa ra là gì? Đăng nhập thành công. Tại vì tại thời điểm này tôi chỉ làm được như vậy thôi, đồng ý không? Sau này khi mà tức là chúng ta có database, chúng ta có thể gì? Chọc vào database, chúng ta sẽ đi kiểm tra, đồng ý không? Nhớ là mình gọi là đặt cứng cho nó cái đúng rồi, đúng đúng. Vì mục đích cái chủ đề này thì chúng ta đang viết như thế để chúng ta hiểu về cấu trúc lập trình mà, đúng không? Đúng. Chính xác. Chúng ta có thể hoàn toàn lấy động từ file hoặc là gì? Lấy động từ cái gì? Từ cái database. Đồng ý không? Cái này mọi người đến đây chưa? Người đến đây chưa? Các em đến đây chưa? Đến cái phần mật khẩu chưa? Cái này thì mọi người làm nhanh, giống như vừa tôi viết cái đăng nhập này, tôi có thể sửa, tôi copy, tôi sửa thành cái mật khẩu. Đấy, và em nhìn này. Đó. Ok không? Let's see. So. Là gì? Đăng nhập. Thất bại. Đấy, bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin. Đó, tôi sẽ thông báo như vậy, đồng ý không? Thì nhớ là cái return này chỉ có nghĩa khi mà gì, đằng sau nó còn cái cốt xử lý. Em nhìn này, nghe giải thích này, nếu mà gặp điều kiện này, tức là cái điều kiện này đúng đúng không em mọi người, thì nó sẽ bắn ra một message và gì, nó thoát ra luôn, không cần kiểm tra cái thằng thứ hai nữa. Còn nếu các bạn không có return nhé, thì rõ ràng cái này là gì? Nó bắn ra message xong lại kiểm tra tiếp cái này. Đúng không? Xong lại kiểm tra tiếp cái này. Hình dung không? Chạy thử cho mọi người nhìn nhé. Thì để chạy cái này các bạn có gì? Có thể chuột phải này. Run file. Tức là chạy trực tiếp cái file này. Hoặc là Shift F6. Cứ nhìn tôi debug đã nhé. Nghe đấy. Nhìn này. À, tôi không nhập nhé. Em nhìn này. Đấy đúng không? Nó thoát ra luôn. Đồng ý không? Nghe em nhìn này, tôi nhập từ Stanford. Ok. Đấy, tôi đã nhập là 1, 2. Nó sẽ báo là gì? Đăng nhập thất bại. Nhìn thấy không? Nhưng mà 3 này, đăng nhập thành công. Ok chưa? Mọi người. Nhưng em nhìn nhé, nhìn một chút này. Tôi sẽ debug code. Thì trong khái niệm lập trình đấy, khi mà tôi dạy các bạn về lập trình đấy, thì tôi lại rất quan trọng với cái này. Tại vì tức là với một người lập trình mà không biết debug code thì chắc chắn là sau này sẽ không lập trình được. Tại vì sau này khi mọi người quen về cú pháp rồi đúng không em, thì nó không còn lỗi về cú pháp nữa, mà lỗi về logic, lỗi về xử lý nghiệp vụ. Đồng ý không? Thì để trong Java đấy, để debug code, mọi người nghe này, các bạn sẽ tạo ra một cái điểm breakpoint, đúng không? Bằng cách là gì? Các bạn thì Ctrl F8 thôi. Đấy, thì đây là tạo điểm dừng. Điểm dừng tức là như nào? Tức là khi chạy ở chế độ debug thì con chuột nó sẽ dừng lại ở đây, chờ cái sự điều khiển của các bạn, của người lập trình đấy. Đồng ý không? Cứ nghe một chút đi đã. Thì nhìn nhé. Sau đó khi chạy rồi thì các bạn nên chuột phải, hoặc các bạn gì? Có thể Ctrl Shift 5 để chạy ở chế độ debug. Cứ nghe đó nhé. Đấy, thì tôi không nhầm nhé. Kích mà. Mình phải phát sinh sự kiện đúng không em? Đấy, thì nó dừng đây. Đồng ý không? Thì nếu mà để debug như này, nếu mà cứ để như này thì nó cứ dừng lại như vậy thôi. Tại vì nó đang dưới sự điều khiển của các bạn mà. Các bạn bảo làm gì nó làm đấy, đúng không? Bảo nó đâm đầu vào tường nó sẽ đâm. Ok không? Đúng chưa? Thì khi nó dừng lại đây thì các bạn muốn chạy từng dòng để xem code đúng không em? Mọi người. Thì
Thì trong cái thằng công cụ NetBeans ấy thì làm gì, chỉ cần là gì, ấn F8 chạy từng dòng. Đấy, xem nhé, xem code luôn đấy. Xem code thì chỉ cần di chuyển chuột đây. Nó đang rỗng đúng không em? Mọi người nhìn thấy rỗng không? Tiếp tục này, F8 này. Ok không? Đấy, và nhìn này, nó kiểm tra này, vi phạm điều kiện rồi, bắn thêm message này. Nhìn thấy nó bắn ra message không? Đúng không em? Đấy, và nó thoát ra luôn, nó không thực hiện công việc nữa. Cái tôi vừa giải thích đấy, nó tức là để hiển thị ra một cái thông điệp đấy thì nó phải cần một cái giao diện để nó co trên đấy. Thì cái root pane này nó chính là cái mà nó sẽ thưởng cái giao diện của cái thằng frame này. Để nút được, nó sẽ hiển thị mặc định. Đồng ý không? Mục đích để nó thì nó show ra cái thông tin, cái message của em thôi. Ok chưa? Được chưa? Đấy, và nhìn nhé. Ở đây tôi lại để Control F8 đây. Tôi tạo nhiều điểm backpoint được mà. Để chạy lại nhé. Chúng ta sẽ gì? Debug file. Em nhìn này. Nhìn chạy nhé. Chạy từng dòng được F8. Đấy, nhìn chưa? Và sau cái thông báo nhé. Em nhìn thấy này. Nhìn chưa? Nó thoát rồi. Nó không thực hiện công việc ở sau nữa. Nhìn thấy không? Mọi người. Đấy. Nhưng mà nhìn nhé, sau khi tôi nhập thông tin, cứ nhìn nghe đấy, tôi nhấn đăng nhập F8, rồi em nhìn thấy chưa, nó lại kiểm tra mật khẩu, đồng ý không? Và nếu kiểm tra mật khẩu, ok, nó không nhập rồi, lại đưa ra thông báo, so gì, thoát luôn, không kiểm tra điều kiện này nữa, đồng ý không? Nhưng nếu mà bỏ cái này đi em nhé, nhìn tôi bỏ nhé, nó vẫn đưa ra thông báo, nhưng mà gì, cái công việc sau đó nó vẫn thực hiện, em nhìn này. Thì đấy là ý nghĩa của thằng return. Nhìn này. Nhìn chưa? Nhìn thấy không? Thấy có sự khác biệt không? Có đúng không? Đó, thì đấy là cái ý nghĩa của thằng return nhé. Người xử lý đi. Sau này mọi người muốn là gì? Trước khi thoát ra thì di chuyển chuột vào text field cần nhập đúng không? Thì mình dùng cái em này, tên đăng nhập, bạn dùng cái hàm là request. Nhìn nhé, cái ý nghĩa của hàm này tức là nó di chuyển con chuột. Đây, nó đang ở đây đúng không em? Nhưng mà gì? Đã nhìn chưa? Có nhìn thấy không? Focus con chuột. Sau này nếu một người đi làm và làm dự án thì có đội ngũ tức là kiểm thử đấy, thì những cái mà dâu ria này họ sẽ bắt hết nếu trường hợp các bạn bỏ qua. Đúng không? Và với một người lập trình mà tức là để ra nhiều lỗi thì chắc chắn là thì chưa phải lập trình viên tốt rồi. Đúng không? Đấy, thì đấy là để ý là chúng ta phải, tức là với người lập trình sao phân biệt là ông giỏi ông chưa giỏi đấy, bằng cách là gì, khả năng quét lỗi rồi. Khi mà ông viết ra ông sẽ biết được cái việc là tức là chúng ta sẽ cần, nếu mà như này nó có sự cố gì để chúng ta lường trước được, chúng ta khoanh vùng đi. Thì cái validate này chính là chúng ta khoanh vùng nếu mà có lỗi. Tức là nếu người dùng không nhập cái là chúng ta bấm cái message. Thì đối với làm sao bắt được lỗi thôi, đúng không em? Đồng ý không? Cái chim này tức là để xử lý khoảng trắng, tức là nếu ông chỉ nhập khoảng trắng thì tôi không xem thì coi như là không nhập. Như thế là có ý đồ rồi nhá. Thằng tên đăng nhập này thì xử lý khoảng trắng, nhưng với mật khẩu thì tôi lại không xử lý khoảng trắng. Tại sao? Tại vì với cái mật khẩu này thì có thể có người dùng sẽ đặt gì? Mật khẩu là khoảng cách, khoảng trắng đúng không em? Ok không? Đấy, thì nó có ý nghĩa như cả vậy. Rồi ok. Thì đấy là mọi người thêm vào. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ gì? TXT request focus. Đấy, thì đấy. Như vậy là với cái bài này thì mọi người có thể áp dụng cho những bài tức là gì? Bài cái trong cái phần mà tôi đang show ra này. Đúng không? Đấy, các bài khác thì mọi người có thể làm tương tự dựa trên những cái khối kiến thức này. Cô nhìn này. G open. Nhiều khi tôi không quên em ạ. Nhưng mà gì, khi tôi viết một số từ này xong tôi căn chuột cách. Nhìn chưa? Long nhìn này, đang đầy mẹo đấy. Quên nhá, G open. Đấy, sau đó nhìn này, ví dụ viết một số từ này, căn chuột cách. Nhìn chưa? Đấy, thì tao chọn. Đấy, hoặc là sâu này. Chúng ta nó sinh ra chúng ta sử dụng mà em. Đúng không? Đấy thì nhìn này. Nếu chưa chắc tự tin thì chọn luôn, đỡ phải viết sau đó điền vào. Đấy, thì nhớ là căn chôn cách, đồng ý không?
Thì về việc này thì mọi người cũng chia sẻ với bạn một chút để mọi người thực sự là cũng không vấn đề gì, nhưng mà mọi người cũng thông cảm. Vì thực ra trước mà khi mà tôi với cả anh Vinh trao đổi đấy thì anh Vinh đang hiểu sai cái ý của tôi một chút, đúng không? Đấy là bình thường thì khi mà dạy cái khóa bay này đấy thì cái phần về lập trình desktop này sẽ nhồi luôn từng bước trong cái từng chủ đề đấy. Thì anh Vinh thì đang hướng việc là dạy mọi người sau đó thì mới dạy cái này, đồng ý không? Nhưng mà không sao, tức là cái lợi thế mà tôi vẫn chỉ ra ấy, là khi mà thầy Vinh dạy những kiến thức như thế thì khi mà tôi hướng dẫn mọi người cái này thì lại rất dễ dàng, đồng ý không? Đấy, thì nói chung là tóm lại là gì, nó quá trình mà khi mà nhiều khi là đào tạo ấy thì rõ ràng là thầy rất giỏi rồi, chuyên môn thầy rất tốt, nhưng mà nhiều khi là có những cái mà khi mà phối hợp nó chưa được ăn ý đấy thì nó cũng có cái sự cố, mà mọi người có những cái mọi người không hiểu thì các bạn cũng thông cảm, đồng ý không? Thì cũng trở lại giống như vẫn chia sẻ các bạn ấy là gì, còn phải khóc thì mẹ mới cho bú. Vậy thì tóm lại các bạn đi học ấy thì bạn tức là có gì không rõ mọi người phải gì, phải lên tiếng, lúc đấy chúng tôi biết một lần, đúng không? Còn mục đích thì chắc chắn là khi bạn lên tiếng thì chắc chắn chúng tôi sẽ có cái biện pháp để chúng ta gì làm sao để cho các bạn ok. Đấy, như vậy là đặc biệt là gì, với những người lập trình mà biết rồi, đúng không, chúng ta rất cởi mở và rất thực, nên là gì làm sao mà kết quả nó ok tốt nhất là được, đồng ý không? Đấy, nên là anh em cũng cần phải hiểu việc đấy, và bây giờ chúng ta sẽ cần phải thực hành và làm nhiều một chút để đảm bảo cái chất lượng của khóa học này, đồng ý không? Con chuột nó nhảy đến đâu thì dùng cái hàm tức là focus này, request focus, đúng không? Nếu mà sai, tức là cái tên đăng nhập và chưa nhập thì tôi muốn focus vào cái tên đăng nhập thì tôi dùng request focus, đồng ý không? Đấy, còn nếu mà mật khẩu sai, tôi muốn di chuyển đến cái đối tượng mật khẩu đấy thì tôi dùng request tên mật khẩu, sau đó thì request focus. Đấy, đúng không? Nếu mà trong túi không có tiền thì phải lấy tiền, chứ còn ra chợ cái theo mới kiểm tra thì tức là lúc đấy thì phải thì không có tiền để về đâu ấy. Chắc không ai người ta bán chịu đâu, ở quê người mua chịu trên này không ai bán chịu, đúng không? Em xem em biết em đang bị nhầm đấy, em đang bị nhầm như thế. Nhớ nhá, có một cái là với những người mới các bạn hay bị nhầm nha. Em nhìn này mọi người, các bạn nhìn này, cái phần này tôi gọi là phần body của cái sự kiện này, đúng không? Thì đừng quên là gì này, nhìn thấy chưa, cứ kích vào đây nó sẽ có phần vàng vàng ấy, đúng không? Thì đừng bỏ nó đi. Như vậy là gì, cái điều kiện như vừa của Nguyên ấy là Nguyên mất một cái eo, đúng không Nguyên? Đấy, thì chú ý là đừng để mất. Overload tức là gì, trong Java nó cho phép em đặt tên các phương thức giống nhau nhưng khác nhau về kiểu dữ trở về, khác nhau về đối số truyền vào, đồng ý không? Đấy, thì đấy này thì để ý. Như cái thằng này thì tức là gì, tí nữa chúng ta sẽ xử lý, tí nữa chúng ta sẽ dùng cái hàm này này. À, chúng ta dùng cái hàm nữa, chúng ta sẽ hỏi người dùng chẳng hạn, đúng không? Hoặc chúng ta sẽ đưa ra. Ừ, nó có, tức là tùy theo mục đích, các bạn nhìn thấy là nó có khác nhau một chút thôi. Cái thằng thứ hai thì nó sẽ chỉ ra tức là kiểu hộp thoại, đúng không? Là worrying hay là tức là erode hay là thì là inform, kiểu thế. Sau này mọi người viết code giả sử như vừa Nguyên nhé, ông ấy viết lung tung nhỉ, nghe này em ơi, viết lung tung xô lệch nhỉ, đúng không? Thì xin thưa các bạn là gì, trong cái thằng Java, cụ thể là thằng NetBeans, nó có một cái công cụ rất hay, một cái tiện ích rất hay, đấy là format này, đúng không? AnsibF, đấy thì nó sẽ chuẩn hóa lại cái code, format lại code, đúng không? Giúp cho dễ nhìn chưa? Không thì nói lại để mọi người có thể nhớ, đúng không? À, khi như vậy thì chúng ta chạy được rồi, về cơ bản là ok rồi, nhưng mà trong thực tế thì nếu mà làm như vậy thì nó chưa hoàn hảo. Tại sao? Tại vì mật khẩu nếu để như vậy thì lộ hết, đúng không mọi người, đúng không? Chúng ta phải che đi, đúng không? Ok không? Che tức là kiểu như vậy này, đúng rồi, kiểu như đấy. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn chả biết tôi nhập cái gì, tức là 456, đúng không? 123 ABC. Đấy, thì để làm việc đấy thì chúng ta sẽ thực hiện cái này. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Là các bạn nhìn thấy là gì?
chúng ta bỏ cái take view đi, nhìn chưa? Và chúng ta thì chúng ta dùng cái một cái gì? Gpassword, password view. Đấy, nhìn chưa? Đấy, dùng cái thằng chuyên dụng này. Đồng ý không? Và đương nhiên cái thằng này thì vào phần code chúng ta vẫn đặt bình thường là tên mà. Nhưng nhớ là đối tượng khác nhá. Là gpassword view. Đúng không? Và chúng ta vẫn bỏ xóa trắng đi. Đấy. Thì như vậy nhìn như vậy thì thông thường thì nhìn thấy là giống y hệt cái thằng gì take view đúng không? Nhưng bản chất là với đối tượng này thì cái thông tin mà khi em nhập đấy thì em không nhìn thấy được. Đồng ý không? Nhớ nhá, đây này, password field. Xóa cái thằng TIT mật khẩu đi đúng không? Xóa đi, kéo thằng password field vào. Đồng ý chưa? Và đặt tên đúng như vừa rồi. Nếu đặt sai thì chúng ta lập trình thế thì chúng ta lại sửa lại đúng không? Mọi người nhìn chưa? Xóa cái thằng take field cũ đi, kéo cái thằng password field vào. Được chưa? Đấy, nhưng mà nếu mà kéo như chưa xong đâu, chúng ta phải sửa lại một chút ở trong lập trình. Đồng ý không? Thì nhìn này. Thì khi mà chúng ta vẫn phải lấy được cái thông tin từ đây đúng không em? Mọi người. Thì để lấy được đấy, thì thằng này nó sẽ không lấy được nhỉ. Đồng ý không? Mà nó sẽ phải lấy nhà em này. Nó sẽ dùng cái là gì? Get passwords. Đó, nó dùng cái này. Nhưng bản chất thằng này là gì? Thằng này nó sẽ trả về một dạng mảng, mảng từng ký tự. Đúng không? Vậy thì với thằng hàm string nó có nhà em này. À, em có thể dùng kiểu nhé. Đó. Thì đây chính là cái cách mà gì? Đưa tận dụng cái hàm khởi tạo của cái thằng lớp string. Và gì? Với cái đối số truyền vào là gì? Là một mảng dạng tra. Thì từ cái này nó sẽ chuyển về dạng chuỗi. Hiểu gì không? Đó thì nhìn nhé, bây giờ tôi chạy này. Đấy, 1, 2, 3. Nhìn nhá. Ok đúng không? Nhìn nhá. Đấy thì đây nhá. Chúng ta sẽ ghi là gì? Lấy thông tin tên à mật khẩu đăng nhập từ password. Đấy. Fill. Đó, ok không? Đấy, mình dùng cú pháp Ctrl B nó vào cái hàm này, nhìn thấy chưa? Đây này. Đúng không? Ctrl B thì vào cái hàm mà nó viết này, nhìn chưa? Nó xử lý cho chúng ta đấy. Đồng ý không? Bản chất tức là người ta cũng sẽ gì viết ra những cái lớp là nó viết những hàm vào sẵn để các bạn có thể sử dụng nó đúng không? Không thích thì các bạn viết lại. Đúng chưa? Mọi người. Đấy. Thì nhớ nhá, nếu mà muốn xem nhìn này. Muốn xem cái thông tin của cái hàm đấy thì Ctrl B. Được chưa? Nó di chuyển đến cái hàm đấy. Đấy là gì? Bây giờ tôi đã xử lý cái phần đóng. Đóng thì ý tưởng nha em này. Tức là chúng ta sẽ kiểu là tức là đóng chương trình nhỉ. Đúng không? Chúng ta muốn hỏi người dùng là bạn cũng chắc chắn muốn đóng cái ứng dụng này không? Đồng ý không? Thì chúng ta kích nút vào nút đóng cho lập trình. Thì trong này chúng ta sẽ cần về gì? Chúng ta sẽ đưa ra một cái message. Em nhìn này. Let's see open. Đấy, thì chúng ta có dùng một cái hàm show confirm. Đấy, confirm này chúng ta dùng cái gì? Thì đầu tiên thứ nhất là chúng ta có cái phần là gì? Bạn có chắc chắn muốn đóng ứng dụng hoặc là thoát ứng dụng không? Đúng không em? Cái tiêu đề này, Hà nhìn thấy chưa? Tiêu đề của em là thông báo. Đúng không? Thế em sẽ đưa ra là gì? Open pen này. Em để yes, no. Tức là tôi sẽ đưa ra cái hộp thoại là yes, no. Và cái thông tin của tôi, tức là tôi muốn đưa ra một cái là cái thông tin là cảnh báo. Hoặc là tôi đã đưa ra dạng là gì? Warning đi. Tức là đưa ra một cái thông tin để người dùng biết là tức là có thể có tiếng động đấy. Người ta đang ngáp ngủ chẳng hạn thì người ta nhìn thấy là tức là muốn xóa, muốn đóng à, có tiếng động cái để cho cảnh giác là có chắc chắn muốn xóa không? Đúng không? Thì nghe này. Tức là khi sử dụng cái hàm này, em nghe nhé. Cái hàm này nó trả về, tức là trả về kết quả. Kết quả chúng ta chọn yes, no ấy. Mọi người đồng ý không? Thì chúng ta sẽ dùng một cái kết quả này nó trả về kiểu in. Thì chúng ta đặt là kết quả. Đấy, tôi ghi rõ như vậy. Sau tôi kiểm tra. Nếu cái gì? Nếu cái kết quả này
đấy, bằng bằng cái given yes, đúng không? Yes, đấy, option. Nếu nó bằng yes thì tôi gì? Đóng ứng dụng. Đóng ứng dụng. Thì đóng ứng dụng này chúng ta sẽ dùng cái system. System. Đây, các bạn sẽ dùng cái hàm. Đấy. Không có, không cần chuyển tham số thì nó dùng cái hàm basic. Nhìn nhá. Chúng ta chạy thử nhá. Đây này. Nhìn chưa? Đấy, nếu mà no thì thôi. Đúng không? Còn nếu yes này. Nhìn chưa? Nó tắt ứng dụng. Đấy, thì đấy là cái ý nghĩa là gì? Hỏi người dùng có chắc chắn muốn đóng hay không. Đó. Nếu người dùng chọn yes. Đấy, từ cái cấu trúc lập trình mọi người nhìn thấy là thì người ta đã làm được những cái này rồi, đúng không? Đấy. Các bạn có thể xuống dòng cho anh dễ nhìn, đồng ý không?